Ok, chào mừng anh chị đã quay trở lại với video cùng em An. Thì trong video ngày hôm nay, em An sẽ tiếp tục chia sẻ với anh chị những cái xu hướng, trạng thái cũng như là những điểm mua bán của một cái nhóm ngành mà chúng ta đã follow, chúng ta đã theo tương đối là lâu rồi và chúng ta đã cập nhật với nhau hàng ngày, hàng tuần. Đó là cái nhóm thép anh chị nhá. Đó, xu hướng, trạng thái cũng điểm mua bán của các cái cổ phiếu trong nhóm thép. Ok, trước khi mà đi vào nội dung của chương trình thì anh chị mình đang xem video, mọi người có thể ủng hộ cho Man xin một like, một subscribe kênh cũng như là một quả tim ở dưới phần bình luận anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào đồ thị chung của nhóm ngành. Ở trong khung tháng thì chúng ta sẽ không phân tích nữa nha anh chị nhé. Khung tháng thì chúng ta chưa có gì thay đổi đâu. Trong khung tuần, một cái diễn biến tương đối tích cực ở trong tuần vừa rồi là các cái cổ phiếu nhóm thép nó đã có một tín hiệu vượt lại vùng cân bằng ở trong khung tuần rồi. Đây là một tín hiệu rất là tích cực anh chị nhá. Và hiện tại thì nó đang ở một cái trạng thái tích lũy rất là chặt rồi đấy. Đó, còn xu hướng thì đã chuyển sang xu hướng tăng rồi. Nếu như mà trong những tuần tới nhóm thép mà vượt cái vùng đỉnh cũ đây nhá anh chị nhá. Chỉ cần vượt cái vùng đỉnh cũ này thôi. Vùng 256 bây giờ 249 rồi. Còn có vài điểm nữa thôi. Nếu mà vượt vùng này thì các cổ phiếu trong nhóm thép chúng ta sẽ có những tín hiệu tăng tương đối mạnh anh chị nhá. Với hai cái kiếm đang tương đối sát nhau này. Đó, chúng ta sẽ hướng tới những vùng đầu tiên là 267. Tuy nhiên cái vùng này thì nó sẽ không phải là một vùng kháng cự mạnh. Đó, chúng ta sẽ hướng tới vùng 267 là vùng đầu tiên và vùng 302, 302. Đó, thì nhịp này chúng ta sẽ hướng tới vùng 3 302 anh chị nhá. Đó, sau đó thì khả năng sẽ có cái sự rung lắc trở lại. Đó, một chút cái sự rung lắc trở lại. Đó, và tiếp tục chúng ta sẽ vẫn hướng tới những vùng những target ở trong khung trung hạn. Anh chị nhá. Đó, 365. À, đấy sẽ là những cái target mà chúng ta hướng tới trước, hướng tới ở trong trung dài hạn. Đó, cho nên là về trung hạn thì cái tín hiệu của các nhóm thép đang tương đối tích cực anh chị nhé. Còn ở trong ngắn hạn hơn, trong khung daily thì anh chị thấy là cũng đã vượt vùng kháng cự rồi, cũng đã vượt cái vùng giao găm rồi và xác nhận vượt rồi nhá. Chúng ta có 3 phiên nằm trên vùng này rồi. Cho nên là trong những phiên tới thì em nghĩ là các cổ phiếu nhóm thép có thể nó sẽ rung lắc quanh vùng này một chút hoặc đi ngang trong vùng này một chút. Đó, sau đó thì hoàn toàn có cơ hội này trước mắt lên đỉnh cũ ở đây. Đó, qua cái vùng mây mỏng, qua vùng eo mây đây anh chị nhá. Thì đây đang là một cái cơ hội tương đối lớn cho nhóm thép. Đó, hướng tới đỉnh cũ này và thậm chí là những cái vùng target trong trung hạn mà chúng ta vừa chia sẻ nhá. Đó, cho nên là với nhóm thép thì em nghĩ đang tương đối là tích cực. Rồi, ok, thì đấy là với cái đồ thị nhóm ngành chung. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với các cái cổ phiếu trong nhóm ngành. Đầu tiên Hòa Phát. Hòa Phát thì chúng ta cũng đã có những cái phiên vượt đỉnh rồi. Vượt đỉnh ngắn hạn đây là vượt vùng 28.7 rồi anh chị nhá. Thì hiện tại đang quay lại retest. Đó, đang quay lại retest. Với các cổ phiếu trong nhóm với Hòa Phát, anh chị nào đang có hàng thì em nghĩ mọi người hoàn toàn có thể tiếp tục nắm giữ. Hoàn toàn có thể tiếp tục nắm giữ giúp em. Đấy. Còn với những anh chị nào chưa có hàng thì anh chị đã có thể bắt đầu mua từ những vùng này rồi. Đã có thể bắt đầu mua từ những vùng đỉnh cũ của nó đây, quanh quanh vùng 28.5 cộng trừ anh chị nhé. Đó, và tiếp theo xuống đến những vùng 27 27.5 sẽ là những cái vùng mà anh chị có thể gia tăng được với Hòa Phát. Tương đối là đẹp anh chị nhé. Chúng ta sẽ hướng tới những vùng đỉnh cũ và những cái vùng target tương đối xa của Hòa Phát ấy, trước mắt sẽ là vùng 34 35 anh chị nhé, 34 35. Đó. Đấy sẽ là những cái target đầu tiên mà Hòa Phát hướng tới nha. Rồi. Sorry mọi người. Rồi, đấy là đầu tiên là anh cả của nhóm thép Hòa Phát. Chiều nắm giữ và mua bán. Tiếp theo là Hoa Sen, một cổ phiếu rất tích cực ở trong 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 tuần vừa rồi đúng không ạ? Có những cái phiên tăng điểm rất là tốt. Tuy nhiên thì với Hoa Sen thì anh chị lưu ý cho em một chút là chúng ta đang chạm vùng kháng cự trong khung tháng anh chị nhá. Cho nên có thể nếu như mà ngày hôm nay mà Hoa Sen có nhịp tăng dướn lên ấy, ngày hôm nay có nhịp tăng dướn lên thì em nghĩ anh chị có thể nếu anh chị nào đang có hàng thì anh chị có thể cân nhắc hạ bớt một chút, có thể hạ bớt khoảng tầm 30 50% đấy, 30 hoặc tối đa là 50% thôi anh chị nhé, chúng ta sẽ không hạ hết. Những cái giai đoạn thị trường uptrend chúng ta sẽ không hạ hết nha, đặc biệt với những anh chị mà có giá vốn tốt thì mọi người chỉ lưu ý cho em là hạ bớt để trading hạ giá vốn một chút thôi. Đấy, nhưng chúng ta sẽ phải luôn luôn giữ lại 70 hoặc là tối thiểu 50% anh chị nhé. Đó, thì nếu ngày hôm nay có nhịp tăng dướn lên quanh tầm
23, 22.5, 23 gì đấy thì anh chị có thể cân nhắc hạ bớt nhá. Và sau đó chúng ta sẽ chờ nhịp rung lắc điều chỉnh, chúng ta mua co vào lại đó. Và với hoa sen thì những cái target tiếp theo chúng ta sẽ là vùng 24 và thậm chí là 3x nhá, thậm chí là 3x chúng ta sẽ vẫn hướng tới những vùng này. Đấy là những cái target trong chu dài hạn đấy chị nhá. Và đồ thị như vậy thì nắm giữ thì chúng ta vừa chia sẻ rồi. Còn mua mới thì anh chị có thể canh những nhịp rung lắc về quanh những vùng giá tầm 20.5 là anh chị bắt đầu có thể mua được giúp em nhé. 20.5 anh chị nhé, những vùng mua tương đối đẹp. Rồi đấy là hoa sen này. Tiếp theo Nam Kim, NKG. Nam Kim tương tự cũng đang có những tín hiệu tăng tương đối tốt. Tuy nhiên thì Nam Kim chúng ta thấy là cái dư địa ở trong ngắn hạn, dư địa trước mắt là Nam Kim nó sẽ còn những nhịp có thể tăng lên vùng 24, 23.5, 24 nhá. Đó, cho nên là với Nam Kim thì anh chị vẫn có thể tiếp tục nắm giữ được. Anh chị nào đang có hàng thì tiếp tục nắm giữ nhá. Còn chiều mua mới thì chúng ta sẽ phải đợi những nhịp cũng sẽ phải đợi những nhịp nó test về vùng 20.5 anh chị nhá, thì cũng bắt đầu có thể mua được. Còn những vùng ở thời điểm hiện tại thì tương đối là khó mua, mua nó sẽ không được an toàn anh chị nhé, cho nên chúng ta sẽ chờ đợi. Với cái tín hiệu mà rung lắc của thị trường ở trong tuần tuần này cũng như là tuần tới thì em nghĩ là anh chị nên kiên nhẫn một chút để chờ đợi những điểm mua đẹp nhất nhé. Đấy là cổ phiếu thứ ba Nam Kim. Tiếp theo cổ phiếu thứ tư VGS, tương tự VGS chúng ta sẽ cũng có những cái target là vùng 21 nhé. Bây giờ mới 19 thì chúng ta sẽ vẫn còn dư địa tăng lên vùng 21. Cho nên anh chị mình nếu như mà đang có hàng thì mọi người tiếp tục nắm giữ nhá, tiếp tục nắm giữ. Còn nếu mà mua mới thì anh chị có thể canh những nhịp nó điều chỉnh về những vùng 18 nhá. Anh chị lưu ý cho em 18 nhá, 18 sẽ là những cái vùng mua tương đối đẹp của VGS nhá, 18 sẽ là vùng mà anh chị bắt đầu có thể mua được. Đó, đấy là cổ phiếu thứ tư. Tiếp theo SMC. Với SMC thì em nghĩ là chúng ta sẽ có những cái nhịp mà nó sẽ đi đi trong biên độ từ 12 lên vùng 13, khả năng cao sẽ đi trong biên độ này một khoảng thời gian ngắn, một nhịp trước khi mà có thể là có những tín hiệu vượt trở lại cái vùng 13 đó. SMC thì nó là một cái cổ phiếu bị gãy nền đấy, cho nên là trong những cái tín hiệu mà nó quay lại cái thời điểm nó quay lại vùng 13, 13.5 ấy thì nó sẽ gặp khá là nhiều cái áp lực bán anh chị nhé. Cho nên là với SMC thì nó sẽ gặp tương đối nhiều cái khó khăn khi mà đi lên đó. Cho nên với SMC thời điểm hiện tại thì đã nằm trên được những vùng hỗ trợ rồi, thì anh chị nào mà muốn đánh chung dài hạn gọi là cầm dài thì em nghĩ anh chị có thể là bắt đầu giải ngân quanh những vùng quanh những cái vùng hiện tại, và khi nào nó vượt vùng 13 và tích lũy được ở trên vùng này thì lúc đấy chị bắt đầu có thể tiếp tục mua gia tăng nhá. Đó, nhưng mà SMC thì em nghĩ là dành cho những anh chị nào mà muốn đánh chung dài hạn thì nó tốt hơn. Đó, còn ngắn hạn thì với SMC cái để mà nó tăng thì nó sẽ gặp khá là nhiều cái áp lực bán anh chị nhá. Rồi ok, thì đấy là năm cổ phiếu trong nhóm ngành thép, năm cái cổ phiếu gần như là đầu ngành mà em nghĩ là trong nhóm thép thì anh chị có thể là tham gia đầu tư tốt nhất đó. Và năm cổ phiếu đấy thì anh chị mình có thể là cân nhắc và chờ đợi những cái điểm mua, cũng như anh chị nào mà có hàng thì mọi người có thể là tham khảo cân nhắc những cái chiến lược để nắm giữ anh chị nhá. Ok thì chắc là em An xin phép kết thúc video ở đây. Hôm nay thì camera của em tạm thời đang bị hỏng anh chị nhá, cho nên là mọi người thông cảm giúp em một chút. Chắc là em xin phép dừng video ở đây. Anh chị mình nếu như mà cần em An hỗ trợ gì thêm, hoặc là anh chị nào đầu tư mà chưa được hiệu quả, chưa được an toàn thì anh chị hãy nhớ về độ của em An để anh chị có thể là sẽ có những cái điểm mua bán đẹp nhất cho anh chị, cũng như là có những cái chiến lược đầu tư nó phù hợp theo từng giai đoạn của thị trường anh chị nhé. Rồi ok thì chắc là em An xin phép kết thúc video đây chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các cái video cũng như buổi livestream sắp tới. Ok, xin chào mọi người.